trời đỏ rực, mặt trời đỏ rực. Hôm qua anh có tắm không? Hôm qua á? Không biết hôm qua có sóng to đã. Hôm qua là mây rồi kiến là mặt trời nó trễ lắm, 8-9 giờ mới có nắng. Hôm qua là trễ đi.
Hôm qua em cũng không đi cho nên em không biết là hôm qua là sao. Hôm nay mới có mặt trời nè. Hôm qua là phải 8 9 giờ rồi gì đó. 9 10 giờ luôn nó mới lên. Nó mới có nắng. Không biết luôn á, thôi không có thấy nó nhắn tin gì hết mà không có thấy online được gì hết trơn á. Không biết là đi về Cam Ranh nhà chồng hay là sao. Cuối tuần là hay về bên nhà chồng ở Cam Ranh. Để Cam Ranh hả? Nhà chồng á, nhà chồng. Bố mẹ chồng rồi cô dì chú bác ở Cam Ranh. Còn nhà quê nhà anh Yến thì nó ở Long An lận. Nhưng mà nhà chồng ở Cam Ranh. Trời, hôm nay mới hôm qua là em thấy trời nó âm u á. Rồi thôi nghỉ không có đi. Nghỉ ở nhà đi chợ. Không biết hôm qua là có lạnh không? Không có nắng á. Bữa nay thấy trời lạnh, nãy có lạnh mà giờ có nắng không? Đúng rồi. Lúc nãy mới ra đây thấy gió kìa. 5 giờ rưỡi lại em ở phía đằng kia mà thấy gió. Bây giờ bớt rồi nè. Tuần sau là có giỗ tổ Hùng Vương hả? Sắp rồi nè. Giỗ tổ Hùng Vương xong rồi là một tuần nữa thôi là nghỉ lễ. Mà nghỉ lễ là 5 ngày luôn đó, không biết đúng không? Nhà nó nói không biết. Thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư luôn. Ô mấy ngày đó là Nha Trang mình đông khách lắm mày ơi. Lễ hội Sắp Bà cũng từ 28 đến mùng 1 tháng 5 luôn đó, đúng cái ngày đó luôn. Rồi festival âm nhạc quốc tế tổ chức tại Nha Trang nữa. Rồi lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 khách du lịch nó tới là cũng đông nữa, là trời chắc cũng bữa đó là đông lắm. Full khách luôn á. Khách quốc tế là khách cả khách trong nước và khách lễ hội. Thường thường là lễ hội Sắp Bà là tháng 3 âm lịch á. Thì là rằm tháng 3 âm lịch thì khoảng giữa tháng 3 âm lịch là, nhưng mà nó lại năm nay nó lại đúng vào cái ngày lễ 30/4 tháng 5 luôn. Đúng cái khu khúc đó luôn. Từ 28. Bây giờ trên đó là trên năm Chúa là tổ chức đó. Giống như là cái lễ hội nó bàn góp về bên đó. Rồi chắc là bây giờ là tổ chức ở dưới đây. Mấy ngày đó đông lắm mà đi tắm biển thôi chứ còn đi chơi là dạ festival đó. Em đọc cái trên mạng á mà không biết tổ chức ở đâu. Không có đọc kỹ lắm, chỉ đọc cái tiêu đề thôi. Nó không có đi sâu vào và tìm hiểu là nó ở đâu rồi, nó sao. Để về nhà là tìm hiểu chứ. Rảnh giống như đọc báo coi nó đâu. Không có mất hết 2 ngày nghỉ rồi. Đúng ra chị nghỉ thứ ba thứ tư thôi. Là đúng ngày 30 mùng 1 á. Nhưng mà giờ nhà nước cho nghỉ nhiều để đi chơi. Ăn chơi thì mấy doanh nghiệp nó mới có tiền. Kích cầu du lịch chứ. Chứ tiền nhiều để làm gì? Nhiều người có tiền nhiều mà để làm gì? Trời ơi, gió rồi. Dạ. Gió lạnh rồi. Đi xuống ngầm nước rồi nó mát.